Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Và tiếp theo trong video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể bật được kiếm tiền ở trên chính Facebook của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng là cũng giống như YouTube thì Facebook cũng có thể bật được kiếm tiền từ chính cái video mà chúng ta đăng lên trên Facebook. Vậy thì làm thế nào để chúng ta làm được cái điều này? Hiện nay có rất nhiều người đã bật và kiếm được tiền rất nhiều từ Facebook rồi. Tuy nhiên thì có những người lại chưa biết cách để chúng ta làm cái điều này. Và trong cái video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ cách để chúng ta có thể làm được cái điều này ở trên chính cái trang Facebook của chúng ta. Vậy thì để bật được kiếm tiền trên trang Facebook thì trước hết để chúng ta phải có một cái tài khoản Facebook ạ. Đây là cái tài khoản Facebook. Để chúng ta xem đây là một cái trang Facebook là Huệ GDA Ngọc Lạc. Là chúng ta phải có một cái trang Facebook cá nhân như thế này rồi. Với cái trang Facebook cá nhân này thì ta cũng sẽ đăng được tất cả các cái video, hình ảnh, vân vân ở lên cái trang Facebook cá nhân như thế này. Đấy. Và để bật được kiếm tiền thì chúng ta phải làm tiếp một cái bước thứ hai nữa là chúng ta sẽ tạo cho mình một cái trang fanpage. Thì để tạo được một cái trang thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta đây là cái tôi hướng dẫn mọi người là cách để làm ở trên máy tính nhé. Thì với cái giao diện trên máy tính như thế này thì chúng ta thấy là ở trên góc trên phía bên phải trên này có cái dấu cộng ở đây. Chúng ta bấm vào cái dấu cộng này. Và sau đó là chúng ta sẽ bấm vào cái trang ở chỗ này. Đây. Và tiếp theo trong cái phần này thì người ta yêu cầu chúng ta là phải nhập cái thông tin về trang. Cái tên trang này là cái gì? Đây là một cái bắt buộc là chúng ta phải nhập vào. Thì đây là cái bước để chúng ta tạo một cái trang. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái trang về thời trang theo cái lĩnh vực mà gia đình tôi đang kinh doanh. Đấy là thời trang công sở GDA. Và địa điểm kinh doanh của gia đình tôi là ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa, thì có thể tôi sẽ ghi thêm cái thông tin này vào. Đấy. Và cái hạng mục ở đây là một cái hạng mục bắt buộc thì chúng ta phải ghi thêm vào đây. Đấy là hạng mục chúng ta làm về cái lĩnh vực gì. Phần hạng mục thì chúng ta sẽ gõ các cái từ vào đây thì nó sẽ hiện lên các cái hạng mục. Thì chúng ta sẽ chọn 3 cái hạng mục. Rồi sau này ta sẽ có thể là điều chỉnh lại sau. Đây. Cửa hàng quần áo nữ này, một cái này. Cửa hàng quần áo chúng ta cứ chọn lấy 2-3 cái đi rồi thì ta sẽ chỉnh sau. Cái này nó cứ là cửa hàng đồ chơi này. Rồi bây giờ là được rồi. Tiếp theo trong cái phần mô tả thì chúng ta chia sẻ về cái hoạt động của cái doanh nghiệp, cái dịch vụ mà chúng ta cung cấp hoặc là cái mục đích của cái trang của chúng ta. Ở đây cái giới hạn trong cái phần mô tả này là 255 ký tự. Chúng ta có thể thêm ảnh, thông tin, liên hệ và các cái chi tiết khác sau khi mà tạo trang. Ở đây tôi có thể mô tả cái trang mà chúng ta làm là cung cấp thời trang công sở hàng hiệu của hãng GDA giao hàng toàn quốc chấm. Ví dụ như thế, ta có thể thêm cái thông tin liên hệ. Đây này là địa chỉ cái shop của gia đình tôi là địa chỉ này, chợ phố Cống, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Rồi tiếp theo là số điện thoại liên hệ. Ta có thể thêm cái số điện thoại để khách hàng biết để có thể liên lạc lại với chúng ta. 0919674896. Phần mô tả chúng ta đã làm xong rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ tạo một cái trang như thế này. Chúng ta bấm vào chữ tạo trang ở đây.
Rồi, đá tạo trang công sở. Rồi, ta bấm lưu này. Rồi, sau khi tạo trang xong rồi thì chúng ta thấy là bên phía đằng bên này thì cái trang của chúng ta là nó đang còn chưa được đẹp. Thì bây giờ chúng ta phải thêm một số cái thông tin và chỉnh sửa cài đặt ở đây. Ta có thể thêm cái ảnh này. Cái ảnh này thì tôi cũng đã chuẩn bị rồi, cho nên là ta sẽ lấy và đưa vào. Đây. Đây, để luôn cái như thế này vào đây. Lưu thay đổi. Đấy, thời trang công sở. Và bây giờ chúng ta chọn tiếp một cái ảnh biểu tượng ở đây nữa. Đấy, ta bấm một tải lên này. Rồi ta sẽ chọn đúng cái này là được. Sau đó chúng ta bấm vào lưu lại. Đấy, như thế là nhìn cũng rất là ok rồi. Phần bên này ta có thể bấm vào chỗ này để ta thêm cái nút. Đây, bên này có thể thêm nút theo dõi này. Hay là mua thẻ quà tặng này. Đặt món này. Nhận báo giá này, gọi ngay này, liên hệ với chúng tôi này, gửi tin nhắn này. Đây ta có thể thêm cái nút theo dõi ở đây để giúp mọi người dễ dàng theo dõi cái trang của chúng ta hơn. Sau khi làm xong các cái bước này rồi thì ta sẽ thấy là ở phía bên trái có cái cột menu ở đây. Thì ta sẽ bấm vào cái chỗ kéo xuống thì ta thấy là đây có chữ chỉnh sửa thông tin trang, thì chúng ta bấm vào đây. Đây, số điện thoại này, địa chỉ email này, ta thêm cái địa chỉ email của ta vào. Rồi. Trang web thì ta có thể thêm hoặc là thêm sau cũng được. Cái số điện thoại thì bây giờ để mà kiếm tiền được trên cái trang Facebook thì ta phải điền cái số điện thoại nước ngoài. Thì hiện tại thì ta không cần điền vào đây. Thì ta sẽ bấm vào đây là trang của tôi không có số điện thoại. Giờ sau này ta sẽ điền sau. Này, trang của tôi không có trang web. Ta cứ... Đấy, bây giờ ta sẽ tìm một cái vị trí. Cái địa chỉ đây là ta sẽ tìm một cái thành phố của nước ngoài. Thì hiện tại Facebook chỉ cho chúng ta kiếm tiền ở trên một số các cái quốc gia, còn Việt Nam trong đấy là chưa được kiếm tiền ở trên Facebook, cho nên ta phải chọn cái thành phố ở đây là thành phố ở nước ngoài. Ta chọn đây là New York đi. Đây ta cứ chọn một cái thành phố của Hoa Kỳ đi. Cái này nếu mà chúng ta không biết cái mã zip như thế nào thì chúng ta có thể lên trên mạng để chúng ta tìm cái mã zip của cái thành phố này.
Đấy, trong này có rất là nhiều. Chúng ta lấy một cái mã là mã 70112 đây. Rồi. Đây, tôi điền cái địa chỉ vào đây. Rồi, sau khi điền cái thông tin này xong rồi thì ta sẽ quay lại cái trang chủ của cái trang thời trang công sở GDA này. Đấy. Và bây giờ chuyển tiếp sang cái bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ bật kiếm tiền cho cái trang fanpage này. Bây giờ chúng ta lên Google, chúng ta gõ cái từ khóa là Studio sáng tạo, chúng ta bấm vào đây. Và chúng ta bấm vào cái dòng đầu tiên là Studio sáng tạo Facebook. Rồi, quản lý, đăng ký và theo dõi hiệu quả của video trên tất cả các trang mà bạn sở hữu. Thì chúng ta bấm vào đây thử ngay, cái dòng thử ngay đây. Để chào mừng bạn đến với Studio sáng tạo. Chúng ta bấm vào bắt đầu. Này, bấm vào tiếp này. Này, bấm vào tiếp vào đây. Rồi. Đây là một cái trang, nó cũng giống như là một cái trang Facebook cá nhân của các bạn. Các bạn cũng có thể đăng video, đăng ảnh, bình luận bên như bình thường. Và để bật kiếm tiền được cho cái trang fanpage Facebook này thì ta nhìn ở cái cột phía bên tay trái của màn hình, ở này có cái chữ kiếm tiền, ta bấm vào chữ kiếm tiền ở đây. Đây, trạng thái hợp lệ của trang này, xem mỗi trang đang hoạt động như thế nào để đáp ứng tiêu chí và cái tiêu chuẩn hợp lệ. Chúng ta bấm vào tiếp này. Này, bấm vào xong này. Giờ chúng ta quay lại cái trang mà chúng ta vừa làm. Ở đây ta thấy là không đủ điều kiện thì ta sẽ tìm hiểu ngay cái nguyên nhân xem là tại sao lại chưa đủ điều kiện. Thì các bạn theo dõi tiếp cái phần dưới đây của tôi. Ta sẽ xuống đây xem cái phần tại sao lại không hợp lệ ở đây. Chưa hiện diện trên Facebook được 30 ngày hoặc không có đủ số người theo dõi, lượt tương tác đủ điều kiện để kiếm tiền. Giờ chúng ta quay lại. Thì ở đây là chúng ta để mà kiếm tiền được với cái trang này thì chúng ta phải đạt được một số cái điều kiện. Là điều kiện sử dụng đây là phải có 10.000 người theo dõi và 30.000 lượt xem tối thiểu 1 phút đối với video có thời lượng là 3 phút. Đấy, điều kiện để sử dụng là 1.000 người theo dõi và một trong các cái điều kiện sau đây: 15.000 lượt tương tác với các cái bài viết hoặc là 180.000 phút xem hoặc là 30.000 lượt xem tối thiểu 1 phút đối với video có thời lượng 3 phút. Thì chúng ta phải đạt đủ được cái điều kiện này nữa thì chúng ta mới có thể là bật kiếm tiền được. Thì sau khi mà bật lên như thế này rồi thì chúng ta sẽ thấy là khi nào đủ thì chúng ta sẽ được kiếm tiền. Đây, như cái này. Vâng, như vậy là trong cái video này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể là bật được kiếm tiền trên Facebook. Và chúc cho các bạn sẽ nhanh đạt được cái điều kiện này và kiếm được thật nhiều tiền từ chính trang Facebook của chúng ta. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.